Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại trận bán kết cuối cùng trong nội dung đơn nữ. Đó là trận đấu giữa hai tay vợt Itomima của Nhật Bản cùng tay vợt Wang Manju của Trung Quốc. Và tỷ số trận đấu đang là 5-4 nghiêng về tay vợt Wang Manju. Không biết Wang Manju và Itomima ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Và ngay bên cạnh tôi là bình luận viên Tuấn Nam Định. Vâng, theo anh Tuấn Nam Định thì trận đấu này anh nghiêng về tay vợt nào hơn? Vâng, xin chào anh Đức Bình và xin chào tất cả các quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Sport TV. Tôi lại quay trở lại để bình luận cùng các bạn trận đấu này. Vâng, thưa các bạn, là Itomima có được phong độ cực kỳ cao trong giải đấu này. Cô đánh với lối chơi ôm bàn, đờ mi và có những quả bạt sát thủ. Thật sự Itomima là một cô gái tuy bé bỏng nhưng mà lại có một sức mạnh rất là lớn. Tuy nhiên, chiến thắng trước Đinh Ninh cũng một phần là bởi vì kỵ dơ thôi, tôi đánh giá là như vậy. Bởi vì Đinh Ninh là một vận động viên đánh như nam, thiên về lối chơi bền bỉ và đánh tầm trung, tầm xa chứ không phải là ôm bàn ép công như các vận động viên nữ khác. Và những quả lên phát động tấn công đầu tiên của Đinh Ninh thì luôn luôn là tạo xoáy chứ không phải là đòn mạnh. Vì thế nên đã tạo điều kiện cho Itomima tăng lực trước và đã ra những cú bạt sát thủ. Vâng, đương nhiên chúng ta đều biết rằng đẳng cấp và trình độ của Đinh Ninh luôn luôn nhỉnh hơn Itomima. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời với lối đánh sát thủ ôm bàn và bạt la liệt như vậy thì không thể nào chống đỡ được. Đó có lẽ là cách duy nhất mà các cô gái Nhật Bản có thể giành chiến thắng trước các vận động viên Trung Quốc. Nhưng ở trận đấu này thì tôi đánh giá là Itomima sẽ rất khó để có thể tạo nên bất ngờ. Bởi vì Wang Manju tuy là một vận động viên trẻ nhưng mà lối chơi của cô lại cực kỳ thiên về sức mạnh. Và những quả phát động tấn công của Wang Manju luôn luôn có tốc độ và độ xoáy rất cao chứ không phải là như Đinh Ninh.
và cơ hội để cho Itoima phản công là cực kỳ thấp. Thế nên tôi đánh giá rằng trong trận đấu này thì rất khó cho Itoima. Vâng, tỷ số hiện tại đang là 16 cho Wamanu rồi. Chỉ cần phát động tấn công ác một chút thôi. Ô, vừa rồi là một pha xử lý flick ngược trên bàn của Itoima, cực kỳ sáng tạo. Đây là một kỹ thuật mà phải nói rằng gần đây các vận động viên châu Âu lẫn các vận động viên Nhật Bản đã ứng dụng vào trong thi đấu một cách thành công. Như ở giải vô địch thế giới vừa qua, chúng ta có thể thấy là có rất nhiều vận động viên của châu Âu thực hiện kỹ thuật này, có một sự tập luyện nghiêm túc. Một pha giật bóng ăn điểm của Itoima 80 vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Itoima đang cầm ra bóng rồi. Vâng, chắc chắn rằng một vận động viên Trung Quốc luôn luôn là cửa trên. Và trong bất cứ một giải đấu nào, kể cả trong nội dung nam và nữ lẫn nội dung đôi, chúng ta đều chờ mong xem có ai đó sẽ lật đổ được Trung Quốc hay không. Vâng, việc giành chiến thắng trước bất cứ một vận động viên nào trong đội tuyển Trung Quốc thôi cũng là một niềm tự hào lớn lao cho các vận động viên nước khác. Và vừa rồi thì xin chào Tuấn Anh. Chúng ta đang hồi hộp để theo dõi xem điểm số then chốt của set đấu này. 9-10 và Itoima cầm ra bóng. Liệu cô có thể giành được điểm trong pha bóng này không? Để cân bằng tỷ số. Rất khó. Vâng, vừa rồi là một pha đánh hỏng đáng tiếc của Wamanu. Khi Wamanu đã gần như là giành thế chủ động rất lớn rồi, Itoima đã không có đủ chân để phát động trong pha bóng đầu tiên. Nhưng mà Wamanu đã đánh bóng ra ngoài. Vâng, rất đáng tiếc cho Wamanu. Mười đều rồi. Rất khó chịu đúng không các bạn? Vừa rồi các bạn thấy một pha phòng thủ phải của Itoima, cô gần như dìm bóng xuống. Vâng, dìm bóng xuống, bóng sang rất khó chịu, nhưng mà điều đó không làm khó được Wamanu. Nền tảng thể lực và kỹ thuật của các vận động viên Trung Quốc luôn luôn vượt trội so với những vận động viên nước khác. Một pha đánh hỏng đáng tiếc của Itoima rồi. Vâng, vừa rồi là một pha giao bóng sọc xoáy ngang xuống ngắn phải của Itoima. Bởi vì vừa trước đó khi mà bị dẫn 9-10 thì Itoima có sọc ở nội dung đôi thì gần như các vận động viên Trung Quốc đã rơi rụng rất nhiều. Set đấu thứ hai bắt đầu. Quá nhanh. Vâng, đúng rồi, quá nhanh. Và bật bóng cực mạnh mà Wamanu đỡ như không có chuyện gì xảy ra cả. Một pha bóng phải nói là xuất sắc của Wamanu. Bóng đã chạm lưới rồi. Vừa rồi là một pha ăn điểm may mắn của Itoima. Itoima cần phải chủ động hơn nữa. Cô cần phải tấn công trước, chứ để Wamanu đánh thì không thể đỡ được. Vâng, đúng như tôi đã nói, với những pha liên xoáy như của Đinh Ninh thì Itoima có thể phản công được luôn. Bạt mất bóng, nhưng mà Wamanu thì giật lại mạnh hơn nhiều. Và có thể nhìn thấy Wamanu đã chọn chiến thuật chuẩn xác hơn. Cô có thể mạo hiểm, nhưng mà những pha ra đòn phát động tấn công của cô luôn luôn có độ xoáy và lực rất cao. Chỉ phòng thủ vào bàn thôi cũng đã là một vấn đề lớn, chứ không phải là phản công lại nữa. Một pha bóng may mắn của Wamanu. 4-1 rồi.
Và một pha ra bóng cực kỳ điệu của Itomima. Bộ lấy đà rất xa. Vâng, rất xa và sau đó sọc thẳng vào bóng. Rất kín. Động tác giả của Itomima là rất kín, các bạn có thể nhìn thấy. Trong pha quay chậm vừa rồi, khi kết thúc động tác thì mặt vợt của cô vuông góc với mặt bàn. Nhưng bóng lại là xoáy xuống nặng. Itomima đã có động tác giả cực kỳ kín. Vâng, vừa rồi là một pha click trên bàn với tốc độ cao. Nhưng mà Wamanu đã lập tức phản công lại ngay. Vâng, tôi chắc chắn một điều rằng sau này Wamanu sẽ thống trị bóng bàn nữ Trung Quốc cũng như là bóng bàn nữ thế giới. Tuổi của cô còn rất trẻ. Còn một chặng đường dài phía trước. Vâng, xin chào anh Việt Anh. Thưa bạn Lê Gia Bảo là trận trước thì Trang Mang đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Vâng, một pha vẩy trái đường thẳng xuất sắc của Itomima. Chắc chắn rằng Itomima phải thay đổi điểm rơi nhiều hơn nữa thì mới có cửa. Vâng, đúng rồi. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là một pha bạt bóng tốt của Itomima. Không, chính xác là hai pha bạt bóng. Khả năng bạt bóng của Itomima là cực kỳ tốt. Với thể hình nhỏ của nữ mà trông chờ có những pha giật bóng ăn điểm thì cực kỳ khó. Thay vì đó, Itomima đã chọn giải pháp bạt. Vâng, lực xuyên tâm, lực vỗ thì bao giờ cũng mạnh hơn là lực miết. Tốc độ bóng là cực kỳ cao. Rồi, các bạn có thể thấy là cực kỳ nhiều những fan hâm mộ bóng bàn của Việt Nam, đa phần là những bạn nam giới, thì đều cổ vũ cho Itomima. Đơn giản thôi, có vẻ chắc chắn là bởi vì cô bé rất là xinh. Vâng, một gương mặt xinh xắn và khả ái đến từ Nhật Bản. Chắc chắn rằng những gương mặt đầy thể lực của các vận động viên Trung Quốc thì có vẻ như là mạnh mẽ hơn. Và những chàng trai Việt Nam có vẻ như là thích sự yếu đuối hơn là vẻ đẹp mạnh mẽ của các cô gái Trung Quốc. Vâng, thưa các bạn, đương nhiên là tụng cổ vũ cho Itomima rồi. Chúng ta luôn có thiên hướng đứng về phía kẻ yếu. Nhưng chắc chắn là Itomima yếu hơn Wamanu rồi. Không có gì phải bàn cãi về vấn đề đấy. Bóng bàn của Trung Quốc luôn luôn là số 1 của thế giới từ xưa đến nay. Giờ bóng quá khó chịu của Itomima. Vâng, động tác giả của Itomima là cực kỳ tốt. Bảy đều rồi. Wamanu ra bóng. Đấm bóng đường thẳng hỏng của Itomima. Cô tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Vâng, xin chào Việt Anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. 8-7 cho Wamanu. Vâng, Ito luôn luôn phải tìm cách mà đánh cực kỳ ác, cực kỳ hiểm thì mới có thể ăn điểm được. Chứ nếu là một pha bóng bình thường thì rất khó có thể ăn điểm được từ những vận động viên Trung Quốc. Trông chờ vào một ngày đẹp trời mà với tốc độ bóng cực cao, Itomima vẫn có thể đánh vào được. Vâng, trong tất cả những pha bóng khó thì mới có thể có khả năng giành được chiến thắng trước các vận động viên Trung Quốc. Độ xoáy rất cao. Và mọi người có những pha lên trái, độ xoáy cực kỳ cao. Tay phải nói là rất khỏe. Thì mới biết được, chứ còn ngồi ở đây đánh giá thì không thể biết được chênh lệch giữa những vận động viên Việt Nam và những vận động viên của thế giới. Rất tiếc nuối. Thì rồi mà rất tiếc nuối. Có vẻ như với đà này thì
sẽ là 2-0 cho Wang Manu rồi. Quá khó khăn cho Itomima. Vâng, Wang Manu cũng giao bóng sọc như vậy nhưng có vẻ như không hiệu quả. Wang Manu nên giao xuôi chứ không phải là giao ngược, không phải là giao sọc như vậy. Chiều xuôi thì rồi mà xử lý bóng, bóng sẽ đi với tốc độ chậm hơn. Thưa bạn Nguyễn Mạnh Duy là sau trận này sẽ là Lin Gao Ang gặp Susin. Quá hay, quá hay. Tốc độ rất cao thưa các bạn và Itoima đã giành chiến thắng trong pha bóng vừa rồi. Pha đấu trái tuyệt vời của hai vận động viên. Một bên thì giật còn một bên thì đấm lại. Cực kỳ tuyệt vời. Vậy là đã hai lần rồi, hai lần Itoima bị dẫn đến 10 trước nhưng mà cô rất kiên trì. Cô rất kiên trì đã gỡ lên 10 đều. Vâng, một set là 16 còn một set là 18. Rất tuyệt vời, 10 đều rồi. Lần này liệu Wang Manu có giành chiến thắng được nữa không? Thì thôi mà nếu như bây giờ cô giao xoay xuống ngắn phải thì sẽ rất khó khăn cho Wang Manu. Nhưng mà ý tôi mà lại đưa vào tốc độ cao. Lần này trong pha đấu trái thì Wang Manu đã là người giành chiến thắng. Huấn luyện viên của cô đang tỏ ra hết sức thích thú trong pha bóng vừa rồi. Ông đã nở nụ cười rất tươi. Có vẻ như huấn luyện viên người Trung Quốc rất tin tưởng vào học trò của mình. Vâng, mọi người đều cổ vũ cho cô gái xinh xắn nhỏ bé đến từ Nhật Bản. Rất nhanh, không. Vâng, rồi lại là một pha hỏng đáng tiếc của Itoima. Đây chính là tác hại của việc đánh ôm bàn đờ mi theo nhịp quá nhanh. Những pha bóng rất bình thường thôi, rất nhẹ thôi, nhưng mà bắt sai nhịp thì sẽ hỏng rất đáng tiếc. Còn đó không phải là một pha bóng khó, nhưng bởi vì nhịp của Itoima là quá nhanh nên rất là dễ lỗi. 12-10 đáng tiếc. Nhưng chúng ta cũng còn cảm thấy tiếc thì phải hiểu được rằng như tôi mà tiếc nuối như thế nào. Nhưng không sao, tôi nghĩ rằng cô sẽ đứng lên từ thất bại chứ không phải không bao giờ buông xuôi. Còn một pha phòng thủ rất khó chịu của Itoima. Chúng ta nhìn thấy bóng dáng của Kenta Matsuraira trong pha bóng vừa rồi. Bóng rất nặng. Vâng, cô xoay cổ tay và chém vào đít bóng. Chúng ta vừa nhìn thấy một pha xử lý rất khó chịu của Itoima. Chúng ta nhìn trên màn hình thôi đã thấy rồi. Vâng, bóng sang xoáy và chạy. Nhưng mà có vẻ như đối với Wang Manu thì không có chuyện gì xảy ra cả. Vâng, không có gì khác biệt cả. Kỹ thuật của Wang Manu phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Cô đánh đơn giản thôi, nhưng mà bất cứ một pha bóng nào sang cũng đều phải giật được hết. Itoima gặp Trang Nam thì theo đánh giá của em cũng là dễ hơn gặp Wang Manu. Lối đánh của những cô gái Nhật luôn luôn rất ngại những vận động viên có lực mạnh như Wang Manu, hoặc là những vận động viên cũng ôm bàn đờ mi và tốc độ cao hơn như là Liu Siwen. Vâng, những cô gái đến từ Nhật mà gặp Wang Manu hay là Liu Siwen thì gần như không có cửa. Tuy nhiên gặp những dơ bền bỉ và đánh chắc chắn như Trang Mang hay là Đinh Ninh thì vẫn có cửa để xoay sở. Đương nhiên chỉ là có cửa thôi. Ba hai cho Itomima. Quá hay, tuyệt vời thưa các bạn. Trong pha bóng vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy rằng Wang Manu nhanh như thế nào. Phải nói là nhanh khủng khiếp. Bóng ra mang cá rồi.
từ mang cá bên trái sang mang cá bên phải. Wamanu vẫn có thể di chuyển ra được. Tuy nhiên Itoima là người xuất sắc hơn trong pha bóng vừa rồi. Phải nói là tốc độ và sức mạnh của Wamanu là khủng khiếp. Kito đang liên tục khoét sâu sang mang cá bên phải của Wamanu. Mục đích của cô là đẩy Wamanu ra xa bàn. Rồi mà có vẻ như đang thay đổi chiến thuật thi đấu một cách rõ ràng hơn. Thay vì ép công trái thì cô lại đưa sâu sang phải. Vâng, những pha phát động tấn công của Itoima cho thấy độ chuẩn xác là không cao. Sở trường của cô dù sao cũng chỉ là ép công và phản công thôi chứ không phải là tấn công. Một pha bắn trái cực kỳ mạnh. Ở trên màn hình chúng ta nhìn thấy rằng Itoima đang sử dụng cuốt vợt Nitaku. Đứng đỡ ra bóng thì chân phải cao hơn chân trái. Chúng ta thấy rõ ràng rằng Itoima có lối đánh thiên về càng trái là nhiều. Rất xoáy. Những pha giật bóng của Wamanu cực kỳ hiệu quả. Vừa rồi là một pha flick hỏng đáng tiếc mà Wamanu chính cô cũng không hiểu tại sao. Itoima giao bóng là rất tốt. Làm khó được cho Wamanu từ đầu tới đến giờ. Vâng, một pha lên trái thành công của Itoima. Có vẻ như trong set đấu này thì Wamanu đã thi đấu trùng lại. Dạ, xin chào anh Đỗ Ngọc Thắng ạ. Vâng, cảm ơn anh đã gửi lời chào đến em. Quá mạnh. Vâng, vừa rồi là một pha bóng tốc độ cao của Itoima. Thực sự rằng Itoima đã lấy lại được thế trận rồi. Chỉ cần bắt được nhịp thôi, Itoima sẽ không sợ bất cứ một vận động viên nào. Quá tuyệt vời. Ito đã phát huy quả phải của mình nhiều hơn. Thay vì chỉ đứng và ép trái, đấu trái với Wamanu, thì Itoima đã liên tục thay đổi, xoay sở trái phải, tận dụng khả năng xoay hai bên nhanh của mình. Bởi vì Itoima có thể hình nhỏ, sải tay ngắn. Sở đoạn của cô là với xa tăng hai bên, tuy nhiên sở trường lại là xoay sở hai bên rất nhanh. Vậy là một set đấu chóng vánh mà Itoima đã giành. Vâng, thưa các bạn, là Itoima, cô bé sinh năm 2000, bây giờ mới chỉ 19 tuổi thôi. Chiều cao 1m50, cân nặng là 45 cân, theo như chúng tôi được biết. Thể hình cực kỳ nhỏ. Vâng, và vừa rồi Wamanu đã mạnh dạn thay đổi điểm rơi sang bên phải của Itoima. Rất thông minh, không sợ Itoima bạt. Rất hay. Vừa rồi là Wamanu có một pha đẩy trái hỏng rất đáng tiếc và cô tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Mục đích của Itoima là rõ ràng, đẩy Wamanu ra xa. Nhưng trong tình huống vừa rồi, Wamanu đã thành công đẩy Itoima ra xa khỏi bàn rồi. Vâng, tuy nhiên rằng Wamanu lại không giành được chiến thắng. Cực kỳ quyết tâm. Vâng, cô thi đấu cực kỳ tập trung trong từng điểm số một. Tuy nhiên rằng huấn luyện viên của cô thì ở ngoài liên tục ngồi cười. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Vì là ông rất tin vào vận động viên của mình. Và Manu vừa có một pha giao bóng xoáy ngang lên và lời ngay lập tức là trả giá ngay. Không có nhiều sự lựa chọn cho Manu khi giao bóng. Nếu giao xoáy ngang lên thì lập tức sẽ bị bắn trái mất bóng ngay.
cô nên giao sánh găng xuống nhiều hơn. Mất bóng rồi, làm chắc chắn là như vậy. Có một pha chế lỗi đáng tiếc như vậy thì những vận động viên thế giới không bao giờ bỏ qua. Quá hay thưa các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy là cách cầm vợt của Idoima luôn luôn thiên về bên trái. Cô cầm vợt bên phải, tay lúc nào cũng hơi khum một chút. Với những với góc độ cầm vợt như vậy thì khi mà cô vỗ và bạt bóng luôn luôn ra bên mang cá phải, rất khó chịu cho các vận động viên khác. Vừa rồi là một pha bắn trái hỏng của Itomima. Rất khó chịu. Thực sự thì Itomima có những cách xử lý cực kỳ khó chịu và thông minh. Tuy nhiên đụng phải Wamanu, một vận động viên có kỹ thuật rất tốt, thì cô đều có thể xử lý được hết bằng một cách rất đơn giản. Đừng chỉ có giật mà thôi. Không cần biết rằng bóng xoáy ngang hay xoáy xuống, hay xoáy lên, hay bóng chạy như thế nào, Wamanu đánh rất đơn giản. Chỉ cần ra khỏi bàn là cô giật, mà giật thì không bao giờ hỏng. Vâng, chuyện gì xảy ra vậy? Có vẻ như bóng đã bị lỗi, hai vận động viên đã đổi bóng khác. Tiếp tục trận đấu rồi. Còn trong 14 trận gặp nhau thì Wamanu có lịch sử đối đầu là thắng 11 trên 14 trận, còn Itoima chỉ thắng có 3 trận thôi. Pha bóng may mắn, cú bóng chặn lưới của Wamanu. Ở trên màn hình cũng nhìn thấy cán của các loại cốt vợt đó. Thưa bạn Đào Kim Hoàng rằng trong chiều nay sẽ có 4 trận đấu và Ma Long sẽ đánh ở trận thứ 4. Đây là trận thứ 2 rồi ạ. Năm 7 rồi và Itoima đang cầm ra bóng. Xin chào Nguyễn Chiến ạ. Chào bạn Thịnh. Sáu bảy rồi, Itoima đang có những pha lên bóng, lên điểm cực kỳ tốt. Rất khó chịu. Vâng, thưa các bạn, phải thật sự rằng Itoima cô ra bóng tốt, cô chém bóng, cô có thể cứa hay cô làm gì cũng được. Và Wamanu đều giật được hết. Và thậm chí là không những giật đường chéo mà cô còn giật đường thẳng cơ. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là người thống trị bóng bàn thế giới nữ tương lai, Wamanu. Mặc dù thưa các bạn là các bạn có thể nhìn thấy cũng như nhiều bạn ý kiến nãy giờ là Wamanu thực sự là giống nam. Nhưng rõ ràng đây là một cô bé. Chúng ta hy vọng rằng năm sau hay năm sau nữa Wamanu có thể để tóc dài. Thưa bạn bóng bàn Phan Thiết là trận đầu thì Trang Mang đã giành chiến thắng 4-1 rồi. Và đầy một suất vào chung kết. Vừa rồi là một pha bắn trái hỏng của Itomima. Wamanu đã dẫn điểm rồi. Và trong thời điểm này thì huấn luyện viên của Wamanu có vẻ như không nở nụ cười nữa. Đây một set đấu có quá nhiều những pha may mắn của Wamanu. Phải có tới tôi đến bây giờ là ít nhất là 3 đến 4 pha bóng may mắn của Wamanu rồi. Và Itoima đang tỏ ra cực kỳ chán nản. Seven, hey.
thưa bạn Trần Nguyên Anh rằng tôi không hiểu là em nói rằng Quang giật bóng mà giấu được tay thì tôi cũng không hiểu rằng đó là kỹ thuật gì. Vâng, chỉ có giao bóng mới có thể giấu được tay thôi, còn giật bóng thì không có ai có thể giấu được tay cả. Động tác rất là rõ ràng rồi. Chúng ta trở lại với set đấu thứ 5. Vâng, nếu như Itoima thua trong set đấu này thì đây sẽ là set đấu cuối cùng của cô rồi trong giải đấu này. Quyết tâm ngay từ những điểm số đầu tiên. Và Itoima thì không chính xác trong những pha tấn công phải của mình. Còn Manu bắt đầu thi đấu đa dạng hơn. Cô đã cắm sâu thẳng sang bên trái của Ito. Những pha phát động tấn công từ xoay xuống của Ito là không tốt. Sở trường của cô chỉ là ép công hai bên thôi. Vâng, thưa anh Trần Long rằng thực ra những pha giao bóng của Itoima cũng không phải là có điều gì đặc biệt đâu. Cô sọc bóng vào chỉ là xoáy ngang, và quan trọng hơn đó là ngang lên hay ngang xuống mà thôi. Ito giao bóng là rất kín bởi vì là cô luôn luôn có động tác giả sau đó. Sau khi Ito vào bóng và kết thúc động tác của cô luôn luôn là hai góc độ vượt khác nhau. Các bạn có thể thấy rằng khi Itoima giao bóng xoay xuống thì khi tiếp xúc bóng đương nhiên là vợt sẽ nằm song song với mặt bàn. Nhưng khi kết thúc động tác đó thì vợt sẽ nằm vuông góc với mặt bàn. Đó chính là một động tác giả đơn giản nhất. Chưa nói đến trước đó khi mà Itoima vung tay lên chuẩn bị để giao bóng thì có rất nhiều tư thế. Những điều này sẽ làm ảnh hưởng phần lớn đến cách đỡ giao bóng của đối phương. Đối phương sẽ bị phân tâm rất nhiều. Thưa bạn Minh Đức thì giao bóng giấu tay thì đương nhiên là phạm lỗi rồi. Tuy nhiên theo đúng như luật, giao bóng không được che bóng, thì khi mà vợt chạm bóng thì không có bất cứ bộ phận nào của cơ thể cản tầm nhìn của đối phương đến điểm đó. Thế nên khi các vận động viên giao bóng thì các bạn có thể thấy rằng các vận động viên luôn luôn hơi xoay người ra phía sau một chút, chính là để giấu tay đấy ạ. Nhưng mà khi vào bóng thì các vận động viên sẽ xoay người lại rất là nhanh. Đây sẽ là một thời điểm rất là tế nhị, trọng tài rất là khó bắt. Vâng, xoay trước hay xoay sau một tích tắc thôi cũng làm cho đối phương rất là khó phán đoán. Không, thưa bạn Thịnh là chắc chắn một điều rằng Ito giao bóng không sai luật. Nếu sai luật thì đã bị trọng tài bắt rồi, trọng tài thế giới không bao giờ bắt sai. Nếu bắt sai thì đã có kiến nghị từ các vận động viên và huấn luyện viên ngay. Bởi vì tôi có để ý thấy rằng các vận động viên, những người hâm mộ bóng bàn của Việt Nam chưa hiểu lắm về những cú giao gọi là đục hay chọi gì đó. Vâng, cứ thấy sục bóng vào thì gọi là đục hay chọi. Cái đó là cái hết sức là sai lầm ạ. Chắc chắn là rất là sai lầm rồi. Các vận động viên thế giới giao sọc vào rất là nhiều, như vận động viên Itoima là một ví dụ. Và những người hâm mộ bóng bàn Việt Nam thì hay gọi đó là cú đục, nhưng mà không có luật nào cấm giao như thế cả. Giao như thế là cực kỳ tốt. Trong luật chỉ quy định là cấm che bóng thôi, còn khi mà không che bóng rồi thì thích giao như thế nào cũng được. Hơi nhiều. Vâng, xin lỗi mọi người. Thì rồi mà lên trái những quả xoay xuống thường xuyên hỏng. Cô cần phải tập luyện kỹ hơn về kỹ thuật này. Nhưng cũng không thể trách Itoima nhiều được. Bởi vì nếu cô lên chỉ để ý độ an toàn mà không để ý đến tốc độ và sức mạnh thì ngay lập tức mất bóng ngay với Wamanu ngay.
tiếp với Tolima. Những pha bóng như Tolima lỡ nhịp thì luôn luôn hỏng một cách vô duyên. Mặc dù bóng rất là dễ, vừa rồi là một pha bóng bóng rơi ngay sát lưới, thì Tolima đánh thực sự là đánh hỏng còn khó hơn là đánh vào bàn. Tác hại của việc sai nhịp là cô đánh ra ngoài rồi. 9-5 cho Guamanu. Có vẻ như là Guamanu sẽ ghi tên mình vào trận chung kết với đàn chị Chiang Mai. Rồi chúng ta hãy xem Hitoima liệu có lội ngược dòng được nữa hay không. 16 rồi. Chắc chắn rằng Trang sẽ đụng phải Guamanu mất rồi. Rất khó cho cô gái nhỏ bé người Nhật của chúng ta. Quá nhiều cổ động viên Nam đứng về phía cô. Sport TV Shop số 15 ngõ 1 phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.